Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Nội bộ di tích Bắc Mỹ. Tại các cậu cả đấy, nếu không phải các cậu muốn tới đây săn tin hót, sao chúng ta lại bị cuốn vào trong di tích cơ chứ? Ơi, tôi còn chưa cách cậu, kỹ thuật lái máy bay quá kém, không thể nào kịp thời đưa mọi người rời khỏi đây. Có ma mới biết di tích lần này lại mở ra đột ngột như vậy. Đừng cãi nhau nữa đi. Kiểm tra lại xem trong tay của chúng ta còn giữ những vật tư gì. Nghĩ xem phải sống sót ở đây như thế nào đi. Máy bay trực thăng là của mọi người hay sao? Cách ăn mặc này, rồi thì trang thiết bị nữa. Không lẽ mọi người là phóng viên đưa tin hay sao? Đúng vậy, chúng tôi là phóng viên, cho hỏi anh là. Nói như vậy, không lẽ là mọi người đang muốn hỏi phỏng vấn tôi sao? Cảm xúc tiêu cực đến từ Isabel Ore. Đây là nơi thích hợp để phỏng vấn hay sao? Cái tên này đang cố ý giả ngốc đấy à? Thật ngại quá, chúng tôi không cố ý phỏng vấn anh, chỉ là muốn hỏi xem anh có biết làm cách nào để rời khỏi di tích này hay không mà thôi. Chúng tôi chỉ là người bình thường, trong lúc đi lấy tin không cẩn thận lại bị cuốn vào trong di tích này. Ồ, ra là cô đang muốn biết làm thế nào để ra ngoài hay sao? Phải, anh có thể cho chúng tôi biết cách được không? Không giấu gì cô, tôi cũng đang muốn biết đây. Nếu anh cũng không biết, vậy sao không nói thẳng luôn đi, còn làm màu ra vẻ huyền bí làm gì? Điểm cảm xúc, điểm cảm xúc. Điểm cảm xúc tiêu cực của Isaore. Mấy người này không quen biết gì mình, cũng không hiểu tính cách của mình. Có vẻ như họ thật sự chỉ là người trái đất bình thường. Nhưng bốn người bình thường sao lại có thể tập hợp lại được với nhau trong di tích chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ? Không lẽ bọn họ bị hạn chế bởi cơ chế dịch chuyển bất kỳ hay sao? Hay là bọn họ đang giả vờ? Chuyện đó, thứ phép cho tôi mạo muội hỏi thêm một câu. Anh là tu hành giả có phải hay không? Phải, tôi là tu hành giả cấp E, lợi hại hay không? Tạm thời cứ che giấu thân phận, âm thầm quan sát cái đã. Hơn nữa, lúc này quan trọng hơn cả là giải quyết vấn đề không thể bay của mình cái đã. Chỉ là cấp eo thôi sao? Tên này chỉ bảo vệ bản thân trong di tích này thôi, e là cũng phải liều mạng chật vật lắm đấy. Trông chờ vào việc cậu ta sẽ bảo vệ chúng ta, e là miễn cưỡng lắm đấy. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục đợi các tu hành giả khác đi ngang qua? Hay là cứ cùng ta, cứ cùng anh ta rời khỏi đây trước? Lạ thật, sao lại chẳng có chút dấu vết nào thế này? Anh làm gì vậy? Máy bay trực thăng của chúng tôi có chỗ nào kỳ lạ hay sao? Là thế này, tôi nghe nói bên trong di tích không thể nào sử dụng các thiết bị điện tử. Theo lý mà nói, thì sau khi máy bay trực thăng tiến vào bên trong di tích này, thiết bị phải bị hỏng rồi, rơi xuống tan tành mới đúng. Vậy mà đến bây giờ thân máy bay vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên tôi thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Còn có chuyện này nữa sao? Sau khi chúng tôi vào đây vẫn bay được một lúc lâu. Sau cùng do hết xăng mới buộc phải hạ cánh ở nơi đây.
Nói như vậy là chúng tôi may mắn mới giữ được mạng hay sao? Đáng tiếc quá. Vốn mình tưởng nếu thật sự có thể bay, có thể mượn máy bay trực thăng dùng thay đi bộ. Nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể tìm cách khác mà thôi. Nhưng mà... Cũng tức là sau khi mọi người tiến vào di tích thì vẫn luôn ở trên máy bay, chưa từng tách ra hay sao? Phải, sao vậy? Xem ra có kẻ tu hành giả và kẻ thức tỉnh sau khi tiến vào di tích mới bị dịch chuyển bất kỳ mà thôi. Hay thật đấy, sau khi mình tiến vào di tích đã lập tức bị tách khỏi những người bạn đi cùng ban đầu. Nghe nói di tích này có cơ chế dịch chuyển bất kỳ đấy. Nói chuyện lâu như vậy rồi, tôi cũng phải đi đây. Mấy người bình thường các người nhớ trốn cho kỹ đấy. Ơ kìa, nếu dọc đường gặp phải người nào đáng tin một chút, tôi sẽ nói với người đó, bảo họ tìm tới mọi người. Đợi đã, anh dẫn theo chúng tôi đi được hay không? Sau khi ra ngoài, chúng tôi nhất định là sẽ hậu tạ anh. Hả? Vừa lấy không phải, bọn họ rất coi thường mình sao? Sao chớp mắt một cái đã thay đổi 180 độ thế này? Bây giờ, tôi e là mọi người đi theo tôi sẽ càng nguy hiểm hơn đấy. Làm vậy e là không hay lắm đâu. Xin đừng vội từ chối, nếu anh đồng ý bảo vệ chúng tôi. Sau khi ra ngoài, chúng tôi có thể trả thù nào cho anh. Anh muốn gì cũng được hết. Trả thù nào? Mật khẩu chính xác. Mọi người cũng đã nói tới vậy rồi. Nếu tôi còn bỏ mọi người lại thì đâu còn là người nữa chứ. Nhưng mà tôi sẽ không dừng lại nghỉ ngơi dọc đường đâu. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Người bình thường vô tình lạc vào căn cứ, đúng là cần được giúp đỡ. Thôi thì đợi mình tìm được căn cứ an toàn, cũng như đội ngũ đáng tin rồi mới giao người ra đi. Cũng lắm thì nhận thù lao ít đi một phần mà thôi. Isabel, mọi người còn chưa nghĩ kỹ xem có nên đi chung với anh ta hay không? Sao cô lại tự ý quyết định như vậy rồi? Tôi đã quan sát kỹ rồi. Tuy thực lực của người này khá kém, nhưng lại rất thông minh thuộc tính di tích này. Chắc là cũng từng vào di tích nhiều lần rồi. Có thể sống sót bên trong di tích cũng là một loại bản lĩnh đấy. Đợi gặp được kẻ thức tỉnh mạnh hơn, chỉ cần đá anh ta đi là xong. Người Hoa Hạ có câu, cưỡi nừa đi tìm ngựa chắc là có ý này đây. Không lâu sau, thu dọn đồ đạc xong rồi chứ, chúng ta mau lên đường thôi. Anh nhìn cái gì vậy? Ở trong di tích này, mặc dù mấy kiểu quần áo này không tiện hành động đâu, đôi giày kia cũng chẳng khác nào là tự sát chậm. Vào lúc sinh tử, rất có thể sẽ hại chết bản thân đấy. Thật ngại quá, tôi vốn tưởng đây cũng chỉ là một công việc đưa tin bình thường, rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Nên không chuẩn bị giày bệt với quần áo để thay. Thôi được, lát nữa trên đường nếu bắt gặp người chết, thì cô thay tạm giày của bọn họ vào đi. Nếu không, đôi giày này của cô sẽ không đi xa được đâu. Anh bảo tôi đi giày của người chết ư?
Con người anh sao mà tàn nhẫn như thế hả? Chuyện chết chóc của người khác mà sao anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy được chứ? Đừng như vậy mà, thực ra anh ta đề nghị như vậy cũng không sai, dù gì đây cũng là bên trong di tích. Tàn nhẫn lắm sao? Chuyện này cũng đã là gì đâu chứ? Chào mừng mọi người đến với di tích.